Con xin kính chào cộng đoàn quý của ông cụ bà và các bệnh nhân đã thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay ngày 25 tháng 2 năm 2024. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần xuống trên tất cả chúng ta để chúng ta nghe được lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng Chúa phán rằng: Đây là con yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ bảy 24 tháng 2 với ba ý. Ý thứ nhất, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Chúng ta cần phải suy đi gẫm lại câu này. Chúa dạy, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù. Vì thế mà ai ghét anh em mình phải đưa ra tòa, ai chửi anh em mình, ai mắng anh em mình. Chúa dạy chúng ta phải yêu thương và thậm chí yêu thương cả kẻ thù. Vì thế mà chúng ta không thể nào mà có cái suy nghĩ ghét bỏ người này người khác được ha. Rồi chúng ta cũng phải tập cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng ta, tập yêu cả những người làm hại chúng ta. Rồi ý thứ hai, trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa, mà con cái của Chúa là con cái của tình yêu. Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa, con cái của Chúa là con cái của tình yêu. Và ý thứ ba, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đúng hoàn thiện. Chúng ta cứ nhìn vào Chúa, Chúa làm gì thì chúng ta làm theo. Chúa yêu kẻ thù, Chúa tha thứ cho kẻ thù và Chúa cứu độ kẻ thù. Nếu Chúa không như thế thì chúng ta cũng chẳng được cứu. Chúa là tình yêu, Chúa muốn tất cả mọi người là con cái của Chúa nên Chúa cứu tất cả chúng ta. Chúng ta cứ nhìn lên Chúa để chúng ta tập sống mỗi ngày. Từng bước nên giống như Chúa. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay. Chủ đề của bài tin mừng này là Đức Giêsu biến hình. Nếu như Chủ nhật thứ nhất mùa chay là Đức Giêsu vào trong hoang địa chịu cám dỗ và Đức Giêsu đã chiến thắng những cơn cám dỗ, là mẫu gương cho tất cả chúng ta, thì Chủ nhật thứ hai mùa chay là Đức Giêsu biến hình. Chúng ta có thể nói là phải chiến đấu với những cơn cám dỗ thì chúng ta được biến đổi. Chiến đấu với những cơn cám dỗ thì chúng ta được biến hình. Biến đổi cũng là biến hình đó. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Chúng ta thấy là Đức Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ. Thế nhưng trong 12 tông đồ đó thì cũng có những dịp đặc biệt thì chỉ có 3 ông đi theo Đức Giêsu thôi. Trong cuộc sống của chúng ta thì cũng vậy đấy. Ví dụ như là chúng ta có 10 đứa con đi, phải không? Và trong 10 đứa con đó thì có thể là cũng chỉ có 3-4 đứa là nó cũng hay đồng hành với chúng ta việc này việc khác. Và đặc biệt là trong cái lúc mà quan trọng nữa thì có thể là chỉ có 1 đứa thôi. Thế thì trong 12 tông đồ thì có 3 ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là 2 anh em ruột đi theo Đức Giêsu. Chúng ta thấy là có nhiều dịp, ví dụ như là ở trong vườn cây dầu Đức Giêsu cầu nguyện, thì Chúa Giêsu có các tông đồ nhưng mà đi xa hơn một chỗ một lúc một đoạn nữa thì Chúa Giêsu cũng chỉ có 3 cái ông này là đi theo Chúa. Thế thì đây cũng là một bài học cho chúng ta nhé. Chứ thực ra thì Chúa muốn tất cả chúng ta là gần Chúa đấy. Thế nhưng mà đôi khi thì vì lý do này vì lý do kia, Chúa cũng tôn trọng và chỉ Chúa muốn chúng ta gần Chúa và chúng ta cũng phải muốn gần Chúa thì mới gần được chứ. Chúa đâu, Chúa không bao giờ bắt, Chúa không bao giờ bắt ai cả. Chúa không bắt chúng ta yêu Chúa.
À, khi con ở giáo xứ Thánh Tâm thì có một cái chị kia ha, thì chị cũng cứ hay đến chị xin giúp đỡ, thì nói chung là giúp đỡ thì mình cũng giúp đỡ rồi, nhưng mà cũng không phải là cái gì cũng giúp, không cũng nói là chị cũng phải làm chứ, vợ chồng chị cũng phải làm nữa chứ, đâu có phải cái gì mình cũng xin. Thế để chị mới nói rằng là cha mà cư xử với chúng con như vậy chắc là chúng con đi qua đạo Tin Lành, chúng còn đi qua đạo Tin Lành đấy, chứ còn sống trong nhà thờ, sống trong đạo Công giáo mà xin mà bị từ chối. Thế thì con cũng nửa đùa nửa thật, thì thật sự lúc đó con cũng vui vui, con nói là thì bây giờ chị muốn đi nhà thờ Tin Lành nào thì tôi giới thiệu cho. Chúa của chúng ta không bắt chúng ta phải đi lễ, bắt chúng ta cầu nguyện, bắt chúng ta làm bác ái. Chúng ta có làm là chúng ta tự nguyện chúng ta làm, và chúng ta vì lòng yêu mến. À, thế thì Chúa Giêsu cho ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo Đức Giêsu này, một mình ba ông này với Chúa thôi, đi đến một ngọn núi cao. Có thể là chúng ta bảo rằng là Chúa thì 12 tông đồ để Chúa cũng yêu riêng ba cái ông này. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nói lại, Chúa muốn tất cả chúng ta gần Chúa. Thế nhưng mà nếu chúng ta không muốn thì Chúa cũng chẳng bắt chúng ta được. Vì thế có thể nói là Chúa tuyển chọn 12 tông đồ, 12 ông này theo, ok, thì là kể như 12 ông ấy theo Chúa. Thế nhưng trong những dịp đặc biệt ấy, thì có lẽ là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là những người mau mắn, nên là Chúa cũng cho các ông ấy đại diện Chúa để mà theo Chúa nhé. Thế thì chúng ta cũng rút ra một cái bài học, mà đặc biệt trong mùa Tre Thánh này cũng nên có những lúc một mình với Chúa. Một mình với Chúa Giêsu Thánh Thể, một mình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật sự thì con cũng phải cố gắng cái điều này, ngoại trừ những giờ kinh, giờ lễ thì đương nhiên rồi. Chúng ta cũng nên có những cái giờ một mình chúng ta với Chúa, như là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, một ba ông này riêng ra với Chúa Giêsu. Và chính những cái giây phút riêng tư như thế này mà các ông mới thấy được Đức Giêsu biến hình. À, lên một ngọn núi cao riêng tư, và lên một ngọn núi cao rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Tức là Đức Giêsu nhìn thấy dung nhan, dung mạo của Chúa Giêsu, các ông nhìn thấy dung mạo của Chúa Giêsu biến đổi sáng láng, có lẽ là chỉ ba ông ấy thấy thôi, chỉ ba ông ấy thấy thôi. Mà để cho ba ông ấy thấy thì ba ông ấy phải đi riêng ra với Chúa cơ. Thì chúng ta cũng vậy. Chắc chắn là trong những giây phút cầu nguyện riêng tư sốt sắng thì Chúa cũng cách này cách khác tỏ mình ra cho chúng ta. Ngày xưa con nhớ là khi còn nhỏ mà mỗi khi vô nhà thờ một mình con sợ lắm nhé. Nhìn lên cung thánh con rất là sợ, có cảm giác là có một cái gì nó uy nghi, có gì nó khủng khiếp đó. Đấy. Thế nhưng mà lớn lên này, đặc biệt đi tu này là linh mục rồi, thì con cũng có được một chút cái cảm giác gần gũi. Đấy. Tức là bước chân vào nhà thờ thì phần nào mình có được một chút cái cảm giác là có Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu trong nhà thờ thì mình có được cái cảm nhận đó. Và dĩ nhiên thì cũng cần phải theo năm tháng, rồi chúng ta cũng còn phải gần gũi với Chúa nhiều hơn nữa, lắng nghe lời Chúa, thực thi lời Chúa nhiều hơn nữa thì chúng ta mới cảm thấy Chúa tỏ mình cho chúng ta. Thế thì ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã đi riêng ra với Đức Giêsu, và có thể nói giống như là một cái buổi cầu nguyện sốt sắng, thì ba ông này đã thấy dung mạo của Đức Giêsu sáng láng, y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Mô-xê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Thấy Đức Giêsu có ông Elia và ông Mô-xê, nói đến ông Mô-xê là nói đến cái người mà được Chúa ban cho lề luật. Nói đến ông Elia là một ngôn sứ cựu ước, đây là một người đó, trong khi mà dân Do Thái đã từ bỏ Chúa thì ông Elia một mình ông ấy là người nói lời Chúa cho dân. Đấy. Tức là kêu gọi dân trở về với đường lối của Thiên Chúa. Thế thì Elia đại diện cho các ngôn sứ, còn ông Mô-xê đại diện cho lề luật. Đây cũng sẽ là hai cái gợi ý. Khi chúng ta giữ luật của Chúa thì chúng ta cũng sẽ gặp được Chúa. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa thì chúng ta cũng sẽ gặp được Chúa. Khi chúng ta giữ luật, chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa luật của Chúa và truyền thống của tiền nhân nha. Cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta chỉ giữ mấy cái truyền thống của tiền nhân đấy, chứ còn luật của Chúa thì đôi khi chúng ta lại không để ý. Luật của Chúa cốt lõi đó là bác ái, đó là yêu thương,
thờ phượng Thiên Chúa trong tình yêu, thờ phượng Thiên Chúa trong tình yêu Chúa và trong tình yêu với tha nhân. Đó là lề luật của Thiên Chúa. À, còn truyền thống của tiền nhân thì đôi khi chúng ta đẻ ra bắt cái luật li ti, đi lễ thì phải mặc áo dài, rồi ăn tiệc thì phải bỏ tiền, thế này thế khác. Đó. Thế thì nếu chúng ta tuân giữ luật của Thiên Chúa, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa qua Chúa Giêsu thì chúng ta cũng gặp được Chúa. Cụ thể, khi Đức Giêsu biến hình thì có ông Mô-xê và ông Elia. Ông Mô-xê đại diện cho lề luật của Chúa, lề luật của Chúa, và ông Elia đại diện cho lời của Chúa. Thì nếu mà chúng ta cố gắng lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, nếu chúng ta thực thi những lời Chúa dạy, luật của Chúa là lời Chúa dạy, luật của Chúa là yêu thương, luật của Chúa là lời Chúa dạy, thì chúng ta sẽ gặp được Chúa. Ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Mô-xê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Bây giờ ông Mô-xê thưa với Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-xê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì ông kinh hoàng. Tức là khi mà trong những, có thể chúng ta cũng mường tượng ra cái trong những giây phút cầu nguyện xuất thần á, chúng ta gặp gỡ Chúa thì tâm hồn của chúng ta, thân xác và tâm hồn của chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì ông ta thốt lên là: ở đây tuyệt vời quá, con xin dựng ba cái lều cho Thầy, cho Mô-xê và Elia. Tức là phần nào ông ta cảm thấy là cho con được mãi như thế. Thật sự thì cũng có những người chia sẻ với con rằng là: Cha, bao nhiêu năm khô khan nguội lạnh đi lễ cầu nguyện, con mới được ơn trở lại. Khi được ơn trở lại rồi, mỗi khi đi lễ nha, lễ xong con chỉ muốn ngồi ở lại thêm. Mỗi khi mà vô nhà chầu, thánh thể, chầu xong con cũng muốn ngồi lại thêm. Đấy là cái điều rất là tốt. Đấy là cái điều rất là tốt. Nhưng mà Chúa của chúng ta muốn chúng ta quân bình giữa Chúa và tha nhân. Mình đi lễ, lễ xong mình vẫn muốn ngồi lại với Chúa thì cái điều đó cũng rất là tốt. Nhưng Chúa vẫn muốn chúng ta là: Con à, con hãy về để đem Chúa đến cho người khác nữa. Chầu thánh thể xong chúng ta vẫn muốn nán lại. Đây là cái điều rất là tốt. Nhưng Chúa cũng muốn chúng ta là: Con hãy về và đem Chúa đến cho những người khác nữa. Thế thì ba môn đệ thấy tuyệt quá lên này, muốn ở lại. Chúng con ở đây thật là hay, xin cho chúng con dựng ba cái lều, tức là dấu chỉ của cái sự là muốn ở lại đấy, cho Thầy, cho ông Elia, Mô-xê và ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Đức Giêsu biến hình và Đức Giêsu cho các ông chứng kiến dung mạo của Chúa biến đổi như là Chúa phục sinh vậy đó. Và cũng cho tai các ông nghe thấy tiếng Chúa Cha phán: Đức Giêsu, đây là con ta yêu dấu. Tức là một lời xác nhận Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Vì thế anh chị em cứ vững tin vào người, hãy vâng nghe lời người. Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Trong giây phút xuất thần thì ba môn đệ đã thấy Đức Giêsu được biến đổi. Đức Giêsu vinh quang, Đức Giêsu giống phục sinh đó, sống lại. Và tiếng Chúa Cha đã khẳng định: Đây, Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Các anh hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu với các ông mà thôi. Qua biến cố này và với lời tin của chúng ta vào ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan, xin cho chúng ta vâng lời Chúa Giêsu, vâng lời Chúa Giêsu. Ngày hôm qua Chúa dạy chúng ta là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Chúng ta hãy vâng lời Chúa Giêsu. Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Chúng ta hãy vâng lời Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Tức là Đức Giêsu cũng không muốn các ông ấy nói ra cái chuyện này. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Giêsu chưa có hoàn tất. Chúa Giêsu hôm nay mới chỉ là tỏ cho các ông thấy vinh quang mà Đức Giêsu sẽ có được sau khi Ngài chết và sống lại. Coi như là Chúa cho các ông xem thấy trước để rồi mai mốt đây khi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá thì các ông mới thấy rằng là Thầy của mình phải chịu đau khổ, phải chết rồi mới được vinh quang. Nên là Chúa cũng chưa muốn cho các ông thấy trước như vậy. Nhưng các ông tuân lệnh đó nhưng vẫn bàn hỏi với nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì.
Các ông vẫn phân vân bởi vì không hiểu nó như thế nào. Rồi khi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá thì các ông lại quên hết tất cả mọi sự. Các ông cũng mất đi cái niềm tin luôn. Rồi Đức Giêsu sống lại rồi phải hiện ra với các ông chỗ này chỗ kia làm những dấu lạ. Rồi mấy ông mới từ từ mới nhớ ra à, thầy của mình phải chịu đau khổ, chịu chết rồi mới vào vinh quang. Thế thì kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, Chúa Nhật thứ hai đó là Chúa Nhật Đức Giêsu biến hình. Chúng ta tóm lại ba ý. Ý thứ nhất, Đức Giêsu đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng ra một nơi với Đức Giêsu. Chúng ta cũng cần có những cái khoảng thời gian riêng tư một mình chúng ta với Chúa. Ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đạm đạo với Đức Giêsu. Ông Môsê là lề luật của Chúa, nhá, lề luật của Chúa. Ông Elia là lời của Chúa. Xin cho chúng ta tuân giữ lề luật của Chúa và lời Chúa dạy để rồi chúng ta có thể gặp được Chúa. Nếu chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Nếu chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy thì chúng ta sẽ gặp được Chúa. Và ý thứ ba, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Đức Giêsu đã được Chúa Cha xác định đây là con của Ngài. Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu. Chúng ta hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu. Và qua bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là Đức Giêsu phải trải qua đau khổ, phải mang lấy thánh giá. Đức Giêsu phải chết rồi Ngài mới bước vào vinh quang. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta gặp đau khổ, hãy kết hiệp với thập giá Đức Giêsu để đau khổ ấy biến thành vinh quang. Còn đau khổ mà không kết hiệp với Chúa Giêsu thì cái đau khổ chỉ là đau khổ. Thế nhưng nếu đau khổ kết hiệp với Chúa Giêsu, vì thế mà đối với các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nan y đấy, thì có lẽ là nên để cái thánh giá ở trên đầu giường để nhắc nhớ là chúng ta hãy kết hiệp mọi đau khổ của chúng ta với thập giá của Chúa, để đau khổ trở thành hồng phúc cho linh hồn chúng ta và cho con cháu của chúng ta. Còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.